Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nhé. Bữa nay xin là bữa nay là mùng mấy Tết là mình cũng mùng 6 7 về cho hy vọng mọi người có một cái Tết vui vẻ nhé. Bữa nay thì mình xin thời sự với mọi người một chủ đề nóng khác. Mời ít người để ít người nói đó là chủ đề thưa kiện ở trên nước Mỹ này. À, tại vì ở bên chúng ta ở Mỹ chúng ta có cái quyền thưa kiện bất cứ ai bất cứ vấn đề nào. Nhưng mà mọi người thường hiểu lầm cái vấn đề đó bởi vì vậy bữa nay mình muốn nói cái vụ vấn đề đó cho mọi người hiểu. Trước tiên thưa kiện ở Mỹ này á, là một cái quyền lợi, quyền lợi, mọi người không cần phải có luật sư hay là không cần phải làm chuyên gia pháp lực hay tiến sĩ lực gì ở đây hết á, thưa kiện là một cái quyền lợi. Cái mình muốn nói ở đây á, là cái quá trình nó như thế nào để cho mọi người đảm bảo được cái quyền lợi đó, không, chứ không phải là mọi... Một thưa mà ở như nước khác là à, nó là cái chuyện rất có gì thưa là một cái quyền lợi rất đơn giản ở cho nước mỹ này mình muốn tóm gọn một cái vấn đề đó trong cái video này và trước khi mình nói thì hy vọng mọi người có thể bấm subscribe bấm chuông à, bấm comment like and share giùm mình để cho kênh mình ngày càng phát triển cũng như là video nó thêm sôi động một chút nha thank you ok theo mà mình à, đọc báo mỹ bài usa today á, thì thưa thưa kiện á dĩ nhiên mấy cái vấn đề mà hình sự mình không nói vấn đề hình sự dĩ nhiên là cần phải thưa kiện này giờ phải ra tòa phải có luật sư này, này kia nhưng mà mình muốn nói ở đây là những cái vụ án còn con không đáng kể với những vụ án dân sự những vụ án mà ở nước khác không bao giờ có được thí dụ như mà à, mọi người à, ra đường cái con chó mọi người à, mọi người thí dụ như mà các cô chú anh chị nuôi con chó cái, cái con chó nó ra đường nó bị à, cái tên thằng xóm uh, thấy ghét quá đá cho nó đá ha à, cái con chó nó bị thương gãy ba sườn đi à là anh chị kêu người nào tới sửa nhà sửa đường ống nước gì đó mà người ta làm hư đường ống nước của mọi người ha à, hay là mọi người gửi con ha à, mà nó bị cô giáo quánh là gì đó mà ha à. hay là mọi người ra đường đi cái tự nhiên cái bị vô cớ uh, bị quýnh gì chẳng hạn ha à, mà nói chung là những cái vụ án rất ư bình thường à, hay là bị đứa nào đó nó, nó hâm dọ đi à, nó nói là tao sẽ đập mày hay gì á à, thì mọi người, mọi người có quyền xưa đó à, hay là mình nhờ ai người ta gỡ, giữ con giùm mình xong rồi người ta làm nó bị thương hay là ra đường mà mọi người đi ăn à, xong rồi sau đó mua ăn về nhà đau bụng hay là mua đồ ăn sau đó khui nó ra nó có dồi trong đó gì bất cứ lý do gì mình cũng có thể thừa được hết ok cái đó là cái điều mà mình muốn nói ở đây không có cần phải ngại ngùng trước tiên á mọi người mặc dù mình không phải là luật sư nhưng mà gì? ở thời buổi bây giờ mọi người đã nói kiến thức nằm trong lòng bàn tay chúng ta à, mọi người chỉ cần lên trên mạng à, thì mọi người sẽ thấy rất nhiều thông tin ví dụ như gõ vô google ha, how to sue someone à, tức là cách nào để thưa kiện một ai đó à, nó sẽ lên một dọc thông tin à, từ nguồn chính chủ uh, nguồn cơ quan nhà nước chính phủ gì cho tới nguồn uh, YouTube Facebook rồi nói chung rất là nhiều thành à, ra cái quá trình nó rất đơn giản đại khái là trước khi mà thưa kiện một ai đó là mọi người phải nên sao cái mấu chốt mà mình đã đọc được mình tìm hiểu được đó, đó là bằng chứng bằng chứng ở đây là gì có thể được nói chuyện điện thoại tin nhắn video hình ảnh hợp đồng lao động đơn trả tiền receipt uh hay là kỷ lục giao dịch transaction ngân hàng thẻ tín dụng ha? hay là mẫu vật nói chung bất cứ cái gì cũng có hay là hình ảnh video mà tự chụp bất cứ cái gì cũng có thể là bằng chứng hết đó, cái đó là cái quan trọng nhất tại vì một khi mà ra tòa một khi mà ra quyết định ra tòa là một ông tòa một ngày tòa xử biết bao nhiêu vụ án thành ra là mỗi bên đều nói kiểu một kiểu hết dĩ nhiên là bên mà thưa người ta sẽ nói cái kiểu theo lý của người ta gọi bên mà nó bị bị, bị cái bên bị cáo á dĩ nhiên họ cũng sẽ nói theo cái ý của họ thành ra toàn người ta chỉ quan tâm tới bằng chứng có bằng chứng gì để chứng minh không à, thí dụ như mà à, cô chú anh chị nào mà kêu người nào tới sửa nhà ok vậy có bằng chứng gì để mà kêu cái bên nó tới sửa nhà hay không có giấy tờ Uh, hợp đồng hay là biên nhận biên lai like, uh, cục nói chuyện điện thoại nhắn tin gì không hay là giữ con người ta giữ có nhắn tin điện thoại hay không ơ mấy giờ chị uh, chị giữ con giùm uh, em bữa đó tới bữa đó nha chị hay là đụng xe có bằng chứng có kỷ lục báo cáo cảnh sát gì hay không hay hình ảnh video gì không mấy cái đó đều là bằng chứng hết hay là đi ăn quán ăn không trả uh, tiền mặt thì có bị ship gì không hay là có biên nhận biên lai like, gì, uh, gì không hay có kỷ lục giao dịch của Thể tín dụng hay không đó là bằng chứng ừ. ok sau đó nữa là gì nếu mà quyết định thưa đó thì cái bước kế tiếp nữa là gì đó là không phải ra tòa mà là đi điền một cái đơn để mà xin ra tòa xin thưa à. cái đường đó nó, cái đơn đó nó, nó kêu là gì nè ừ. cái đơn đó nó kêu là no dispute claim à. ở những cái tòa những cái tòa nó gọi là small claim, small claim court đó. nó xử như chuyên xử về những cái vụ án bồi thường nhỏ thường cả 2, hai ba chục ngàn đô đổ lại. thì mọi người sẽ điền một cái đơn ở trên mấy cái để mà xin ra uh, tòa sau đó là gì bây <laughs> giờ đóng phí phí thì thường cả một hai trăm đô, mà. nói chung hầu như các tiểu bang đều một hai trăm đô. Đó. cái sau đó là gì nó sẽ tòa người ta sẽ ấn định một cái ngày để cho mọi người và bên một cái ngày thí dụ ra cái bữa mà ra tòa trước khi ra tòa nữa à, tòa sẽ sắp xếp cho hai bên gọi là giống như một cái buổi mà gọi là mình, uh, đó Settlement conference tức là cái buổi mà họp để mà hòa giải nên buổi đó để cho hai bên trình bày có thể coi có đạt được thỏa thuận gì hay không. Đúng không nếu mà vẫn mà không có đạt được thỏa thuận gì hết, thì khi đó tòa sẽ sắp xếp để một ngày ra tòa nhưng mà cái này mới quan trọng là cái này mới quan trọng quan trọng là thưa là phải thưa ai đó cái này mới quan trọng cái <laughs> tại vì theo mình đọc á thưa nếu mà thưa sai đối tượng á, là cũng khó mà thắng được thí dụ như mà quay lại câu chuyện mà người sửa nhà đi thí dụ sửa nhà mà thí dụ mướn một người làm chui không có qua công ty gì hết người ta chỉ biết xong người ta tới người ta làm á, thì thưa người đó ok nhưng mà thí dụ như mà anh chị cô chú nào mà mướn một cái người mà họ làm cho một công ty chuyên về sửa chữa nhà hay à, một công ty giống như là construction đi, hay, <laughs> thì khi đó là phải thưa cái người sửa đó, xong rồi thưa luôn cái chỗ mà họ làm luôn. À, đó là gì chi? để mình học mình thấy là để trong trường hợp mà nếu mà mình chỉ thưa có một cái người mà sửa đó đi, thì họ sẽ đổ thừa ngược lại công ty họ là uh, kêu họ làm vậy vậy vậy. thành ra giờ khi mà ra tòa nếu mà tòa quyết định là cái đó là thuộc lỗi công ty thì mọi người sẽ không được tiền gì hết tại vì mọi người không có thưa nó mà mọi người đã thưa sai đối tượng à thí à, dụ đụng xe cũng vậy thưa cái người lái xe và thưa luôn cái người chủ xe tại có nhiều trường hợp á là gì cái người chủ xe à, họ đâu phải lúc nào cũng lái có nhiều trường hợp là cái người mà lái xe xong rồi đụng xe là họ chỉ mượn chiếc xe đó của ai đó Đấy không hoặc là mượn xe bạn bè người thân hay mướn xe hay bất cứ gì đó thành ra phải thưa luôn chủ xe Thấy thành ra phải thưa hai bên hoặc là thí dụ như mà gửi con đi Ví dụ gửi con mà thưa đi Thưa là nếu mà gửi kiểu chui bình thường trả tiền bình thường Thì thưa cái người bảo mẫu đó ok Nhưng mà nếu như mà gửi một cái chỗ chuyên môn child care Thì thưa cái người bảo mẫu và thưa luôn cái chỗ child care luôn luôn à, Và thậm chí là nếu mà nó là công ty thì thưa luôn cái công ty nó luôn Vậy thì khi đó mọi người sẽ được có tiền Nếu mọi người thắng dĩ nhiên Đó Và cái quan trọng nữa là gì tới ngày ra tòa mọi người Và một khi mà quyết định thưa nữa thì cái bước kế tiếp là cái bước kế tiếp là chuẩn bị luật sư ai à, muốn một người luật sư giỏi đó như đó là lý do tại sao mình nói là thưa kiện của bên mỹ nó rất là dễ cái khó cái mà là khó để tránh là người ta lạm dụng nó ở đây làm ở chỗ là gì thí dụ mua thưa mà muốn thắng đó. thí dụ mà mình cái lý do mình chính đáng mình uh, cần đòi lẽ phải hay cần đòi bồi thường một cách chính đáng như những trường hợp mình nói đó. Tại ok, mướn luật sư thưa nó xong ăn chia tiền với luật sư nó, bình thường không gì hết còn như nhưng mà tự nhiên à, muốn thương khác là tại vì nó nói xấu mình hay là nó thấy mặt nó thấy ghét quá hay là à, nó là cái kiểu nó chuyện nó khó chịu quá thì à, cái cái điều đó nó ra được ngăn chặn bởi cái hệ thống này mà, thấy không tại vì nếu mà thưa ai đó thì dĩ nhiên bên phía mình bị thưa cái bên bị cáo họ sẽ có luật sư nữa để họ biện hộ hỗ trợ pháp lý cũng như sắp xếp giấy tờ đồ cho họ ha à, còn cái bên mà đi thưa tức là bên đương đơn á không có giấy, không có giấy tờ gì hết không có luật sư gì hết thì đâu có gành pháp lý đâu có gành các bước chuẩn bị đâu tức là coi như bị bất lợi rồi mọi người thấy đúng không thành nga thưa ở mỹ á nhưng mà đã nói rồi nó rất là đơn giản à, với điều kiện là mình một khi mình có cái lý do rõ ràng có bằng chứng rõ ràng mình cần phải có một vô vụ án rõ ràng thì khi đó là thưa rất là đơn giản đó là quyền lợi của mình không có gì đặc biệt hết không? còn cái luật sư đó đó chỉ là một trong những nhân tố quan trọng để mà giúp mình thắng kiện thôi chứ nó không phải là một nhân tố bắt buộc mọi người thấy không như đây nè như này mình chỉ nè đó <laughs> mấy cái vụ án mà tòa ở dưới cấp dưới xử mấy cái vụ án small claim court mấy cái tòa mà xử mà mấy vụ án mà có thể bồi thường tới vài chục ngàn đô là, là, là nó hành nó ghi nè à, không biết mọi người quá trình đơn giản không cần luật sư à, không? thời gian xét xử nhanh à, có một khuyết điểm duy nhất là nó chỉ có thể bồi thường tới 25 ngàn thôi ừ, 25-30 ngàn tiền tiểu bang nếu mà mọi người muốn đòi bồi thường hơn chẳng hạn tới vài trăm ngàn hay vài triệu đô hay vài trăm triệu đô cả tỷ đô gì đó, à, thì mọi người phải thưa lên tòa án tối cao hoặc là superior court tùy à, tùy nơi. Ha. Nhưng mà dĩ nhiên đó là gì? À, cái này nó ghi nè? À, dĩ nhiên mấy tòa án tối cao trước tiên nó có thẩm quyền để nó xử tất cả các vụ án thành ra thưa nó là hợp lý nhất. Thứ hai nó là gì? Nó có quyền xử tất cả các mức uh, phạt cũng như mức bồi thường. Nào. nhưng mà cái vấn đề ở chỗ mà mấy tòa án tối cao hay superior court á là cái quá trình nó hơi phức tạp hơn nào nó nó trở nên gắt gói hơn nó cần nhiều bước nó cần nhiều hồ sơ giấy tờ nó cần nhiều chứng cớ nó cần nhiều giai đoạn hơn thì ra khi đó à, thì mướn luật sư nó là hợp lý nhất chứ không có nhất thiết là phải cần luật sư thì mới thưa được ai hết nào bên mỹ này mỗi một năm có mấy chục triệu vụ án mấy trăm triệu vụ được xử được thưa kiện với nhau không cần lực thư gì á à, thích là thưa à giờ người ta mới nói là bên bảy à thưa là như con bữa vậy đó à, thí dụ như mình thích là thưa à, à thưa á luật sư nó người ta có chuyên môn người ta có thể hỗ trợ cái người đơn đơn thắng kiện chứ không có phải là có luật sư thì mới thưa được mọi người có hiểu cái mấu chốt quan trọng trong cái bài chia sẻ của mình không thành ra ở đây mình muốn chia sẻ là nếu mà mọi người gặp cái trường hợp nào mà mọi người cảm thấy mọi người thiệt thòi cần phải bồi thường gì đó thì mọi người nếu mà cảm thấy mọi người có đủ bằng chứng hay gì để chứng minh là mọi người bị thiệt hại cứ việc đi thừa không có gì hết không có gì quan trọng hết, cái dĩ nhiên là nên mướn luật sư luôn càng tốt để cho người ta ra để cho nâng cao sắc sức thắng kiện và sau đó là nếu mà thắng kiện thì lấy tiền đó trả tiền luật sư đơn giản vậy đó chứ không có cần phải có luật sư thì mới thưa được mọi người đừng có hiểu đừng có suy nghĩ như vậy, vậy là vậy là mọi người sẽ rất bị thiệt thòi thôi video đã quá trời dài xin cảm ơn mọi người cô chú và anh chị các bạn đã lắng nghe mình thời sự nãy giờ nhé hy vọng những thông tin mình chia sẻ có thể giúp ích được mọi người bye bye nào nhớ mọi người nhớ bấm chuông subscribe vì mình nhé thank you bye bye nào happy new year bye bye